Dai, vai. Tết nhất rồi chạy gì gớm lắm. Chạy lên kia luôn anh, chạy lên kia luôn. Để anh chạy lên. Xóa bớt clip ra, nhiều clip quá, hết dung lượng rồi. Vô quất lại cái nữa. Nó nhìn vậy có con xe kìa. Có xe làm sao, dàn thắng là chuẩn chỉ cành đào các bạn. Cái ga nó phai không. Hoành lại không biết nó bị cứng cái gầm nữa. Rồi ố bà rồi. Góc lái nó rộng quá, rộng ây da. Xe duyên của MV là cái góc lái đã hẹp rồi. Thank you.
cái con này chạy nó mướt hơn con F4RR nhiều. Con này mướt luôn. Kéo ra nào là nó phóng ra đó. Con RR thì nó phóng mà nó hơi giặt cái máy. Rồi con này là mướt được luôn. Rồi ơi, xe tới luôn rồi. Chết tôi.